cũng tại hội nghị triển khai nhiệm vụ của bộ thông tin truyền thông thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã chính thức chỉ đạo và cho phép sử dụng thẻ cào điện thoại làm công cụ thanh toán các dịch vụ nội dung số thương mại điện tử nhỏ lẻ thay vì chỉ sử dụng cổng thanh toán qua ngân hàng